Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel của mình. Mình là Eldin. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mod Minecraft. Đây cũng sẽ là series mới, mình sẽ review tất cả mod. Yeah. Ok. Mình sẽ lag vậy. Để anh bỏ. Mod này thì sẽ nói về những vật dụng trong nhà. Ok. Giả sử như mod tên là DecoCraft, mình sẽ để link download của mod này ở dưới description. Ok. Mod này cài đặt dụng tất cả các mod khác nhé. Để xem có gì khác không. Những cái này không có gì khác. Mình sẽ bắt đầu xem không. Ok, đây. Đây là bắt đầu chân thao. Đây là các thứ của cái mặt đầu tiên. Đây là cái gì? 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 Đây giữa mình quay lên cái kia à ok cho vào đây. Như cái này kiếm sao ấy. Crafting Tree này. Chứa mod này không dùng để chơi sinh tồn mà là chơi cốt truyện ấy. Các bạn muốn cốt truyện thì các bạn chơi sẽ vui hơn. Muốn bị cái thứ này thì có gì hay không? Đầu tiên mình chưa dùng này một, còn dùng cái kia để quay clip cốt truyện. Bên này bây giờ là một clip. Đây cái này là được rồi. Mình chưa chưa. Chưa rồi. Mình vứt rồi cái xanh nước biển rồi. Nhiều ạ. Còn cái cây cọ thì làm gì nhỉ? À, trời đang mưa mặn lát quá. Ok. Có đủ không? Không đủ không? Quét còn nhiều nữa hơn. Đủ hết rồi. Mệt quá. Như đây tất cả đồ trong game. Mình chỉ cần để craft được cái này mà kiếm như thế này. Được khó khăn này. Ok. Mình chỉ dùng đúng một cái.
Trời. Blog vẽ tranh những thứ nghệ thuật là điên luôn. Xong thang này rồi nhé. Xóa hết nữa. Bathroom, nhà vệ sinh. Mình sẽ lấy hết tất cả. Xóa lại. Đây là ghế vệ sinh nữa. Không lấy được, bao nhiêu vệ sinh được. Gì đấy. Mấy chỗ gì trên núi cái gì ấy cũng có. Được. Chắc cái này nhà vệ sinh hết thôi. Chẳng có gì. Ok, giường ngủ. Chỗ ngủ rất nhiều đồ. Mình sẽ lấy một thùng thùng rửa. Có cả giường đôi. Đây, chỉ có giường đôi đủ hết. Và rèm. Ok. Đằng kia mình để cái nhà xong. Đồ. Nước. Nước nhà thôi. Lớp nhà kia. Ok. Các bạn xem clip sau đây nhé. Mình sẽ lắp. Tại vì máy mình không đủ. Đủ để chạy. Ok. Đây. Giường. Ngủ được nhé. Đấy. Ngủ được. Lên cửa. Đủ. Chỉ để trang trí thôi. Ok, chúng ta sẽ đến như tiếp theo. À, mình biết cái này. Mấy
cái sát biển báo hiệu ấy. Xương rồi có. Đây. Cái này khoảng nhiều. À đây là những thứ ở trong dungeon. Dungeon. Rock dungeon. Iron man. Dynamis. Dynamistic. Stop. Manon. Ninja spider web. Những mặt nghiện lớn của anh ấy. Xe xung mát đó đi. À, bản đồ thông báo. Xương chậu. À, TNT. Đây, mix được TNT. Ok, xong trang này luôn nhá. Trang này chẳng có gì nhiều. Đây. Cái này như là Cửa. Yep, bitch. Em tập thử này đi. Cửa mở ra. Đẹp luôn. Ok. Đấy, nó rất đẹp. Ok, chúng ta sẽ đến tiếp theo lên đồ ăn. Để mình xem các bạn. À, có 3 người nhỉ. Đây. Đây là nhà bếp, ở đây các bạn. Cái bàn lớn, dài. Đây là những thứ trong nhà bếp. What? Nhà bếp có Iron Ring Cross ạ. Cái chỗ để là bên nước ngoài có. Nhìn bên mình có mà. Cái này bước là chỗ để dao à. Chỉ không có. Ok, kệ đi. Nào. Ở đâu là. Ok. Tốt. Làm được. Đây. Nhìn giống thật quá. Nó tưởng nó giống thức này cái hoa văn này. Nhìn nó hơi xấu. Chỉnh lại đi. Cái kia tre. Em đi đây. Hiểu. À, cái treo lên tầng này. À, treo lên nóc nhà. À, treo lên trần nhà, ok. Tự dưng treo lên nóc nhà làm nhỏ đi. À, holiday. Lễ. Cái này là những Halloween nè. Christmas. Nhìn có đúng hai ngày đấy là chủ đạo. Ok, bộ con lấy cái chân rồi nhá. Mình sẽ sang trang phục kinh ánh sáng. Mình cái đèn. Mình kiếm mấy cái màu hồng đẹp đẹp. Ok, đây thôi. Ok, có sáng. À, ok, sáng. Nó có sáng nhá. Vì thế không sợ quá. Ok, sáng chạy tiếp theo đi. Chẳng chờ gì nhớ và đèn. Ok, đi. Quay đèn. What the fuck? Not level 1. Vãi. Ok, đến living room. Có sofa. Một hộp nữa. Một hường. What? Nhà mà kiểu. Chợ. Các bạn có thể xây chợ này. Để những cái đồ.
của siêu thị mà, tại sao chợ có? Go. Cookie chocolate. Đúng rồi. Ok, có thể được tiền ở đây. Thịt gấu. Ok, official. À, cái này ở trên công ty. Chắc có này. Đúng rồi, official. Dreamer. Đây là những phim đồ chơi. Đó là búp bê. Chúng sẽ bỏ qua lại đi, bởi mình làm mấy cái rồi. Nên quan tâm đem mấy cái bàn vớ vẩn trong cửa hàng cho nên sẽ bỏ áo. Sau đây là thí nghiệm. Mấy cái thí nghiệm học Mr. Cooper. Nghe cho bệnh viện. Lúc người ta làm gì, gì? Mổ cái gì người ta thay điện này. Có xây phê đi. Đi được không? Anh xe không đi được. Để đường sai là biển báo. Sai thôi. À thôi mình hiểu rồi. Chờ đèn. Đó. Sẽ đi người ta nhìn vào đường. Sẽ biết đèn được chơi. Và ngân sáng. Đây. What the fuck. Trời. Mà lên. Malay là nam, bên Malay là nữ. Về sport thể thao, trời thể thao chẳng thấy có gì hay. Bàn gì? Quên mất rồi. Fishing net, lưới bắt cá. Sit hand, diving board, thì chơi thương là gì nhỉ? À rồi, này bàn cung. Bàn bia. Fishing net. Má để đây không? À, mình lấy cái cung. Nước không bắn không? Ok, bắn không đến đâu. Mình gần không đến. Ghét cái ấy bác. Học tương dâm. Em tê vờ thê tê cua ấy. Toàn chơi 1.8 thì phải thêm. Vì thế lúc về lại 1.10 thì bạn sẽ nhảy. Ok. Vừa hành hạ nó xong. Mình thì bây giờ mình chạy bạn tiếp theo. Spot rồi, stair đi. Stair nào đi. À, cầu thang rồi. Không đi lên được. Đất lúc. À, đây là cái thành. Để sang nhà bộ đi. Để chặt cuối rồi nhá. Gì đấy. Một cái thùng. Ok, đựng đựng được. Không phải giống như một cái trang trí kia. Đây. Đường này. Cái hòm để các bạn đường này. Cho tiền vào. Kiếm số money thôi. Trời, không có money. Mình lấy tạm nhìn quên để vào thôi. Ok, vứt, không cần. Mười quá. Đây, để thử các bạn thích. Được, được. Mỗi tuần là không mở hết được rồi. Nhìn thấy em không? Cái trang này là máy tính. Mấy cả mấy đồ gia dụng. Laptop này. Screen led này.
Tomb Raider của bạn Nintendo. Không có điện thoại. TV thời xưa. Đúng rồi, đây TV hồi xưa bên nước ngoài. Trời laptop. Như đây là Photoshop số phải gì ấy, không nhớ. Tomb Raider. Screen LED. Ok, chắc xong rồi. UK Pop. À thôi, vừa hiểu rồi. Nhớ rồi. Đây là đồ chơi này. Nó không chơi được sao. Bữa mình tạo được mà. Rock. Không chơi được. Chơi slide. À, không chơi được. Này lên không được. Gì? Show Pico đấy. À, một cái huy chương hiệu gì? Ấy. À, trong tường. Huy chương vàng. Là đây là thưởng gì đó. Đây cái gì? Đây. Đó. Nói nghe. À, vùng miệng. Nhạc thích đấy. Gia, công viên. Hay gì? Thành vườn ạ. Drop là nhìn nhớ. Nói chung mấy cái này là mình sẽ giữ trong gia đình nhà bạn. Cái này trước nhà này. Water pool. Đây. Đây. Water pool đâu. Bể phát quá. Ngoài nước đấy á. Ờ đúng rồi. Cooler. Nước à? Ờ, ok. Thì chắc mình sẽ dừng tập này ở đây. Các bạn nhớ chia sẻ video cho mình nhé. Và nhớ subscribe, like video này cho mình. Thì link tàng sẽ để dưới phần description. Các bạn cứ tìm có mà. Hôm nay mình chơi cho 1.10.2. Các bạn có thể chơi các phiên bản không?